khu cư dân Tân Quy Đông. Đây là khu tái định cư đầu tiên trên cả nước để ổn định cuộc sống hơn cho 500 hộ dân thuộc quy hoạch giải tỏa của khu A Nam Sài Gòn và tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Cũng là khu dân cư đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đưa trạm xử lý nước thải với công suất 500 mét khối trên ngày đêm vào sử dụng, đảm bảo thân thiện với môi trường sống xung quanh và đã vinh dự được Sở Khoa học Công nghệ Môi trường đưa vào sách xanh năm 2001. Với quy mô dự án là 18,36 ha, bao gồm 760 căn hộ, tiện ích nội, ngoại khu, các công trình công cộng như công viên xanh, trường học các cấp, nhà văn hóa thể dục thể thao đã được xây dựng đúng quy chuẩn Việt Nam, đáp ứng nhu cầu văn hóa của khu vực. Vị trí thuộc đường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, với giao thông kết nối gần trục đường lớn Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, kết nối cầu Kinh Tẻ qua trung tâm thành phố quận 4, quận 1 và đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7, khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sản phẩm ngày hôm nay mà Bất Động Sản Tiềm Năng giới thiệu đến cho quý vị là căn nhà tọa lạc tại mặt tiền đường số 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản có các thông tin như sau. Tổng diện tích đất là 90m2, trong đó chiều ngang là 6m và chiều dài là 15m. Kết cấu xây dựng 3 tầng lầu, cộng sân thượng, tổng diện tích sàn là 258,3m2. Căn nhà có hướng nhìn về hướng đông. Vị trí căn nhà đang chào bán, tọa lạc tại mặt tiền đường số 65, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đường có lộ giới 30m nên xe cộ đi lại sẽ thoải mái, đỗ xe rộng rãi. Và điều tuyệt vời hơn nữa là khu vực không lo bị ngập lụt. Ngoài ra, dân cư khu vực thì hiền lành. Trong khu vực còn có trường học nên hoàn toàn có thể an tâm về độ an toàn của khu vực. Tọa lạc tại mặt tiền đường số 65 khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Do vậy nên từ vị trí bất động sản kết nối đến trung tâm quận 1 chỉ từ 4,8 km đi qua cầu Kinh Tẻ. Bởi nút giao thông cửa ngõ của quận 7 và là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Từ vị trí của bất động sản, bạn chỉ mất từ 10 phút di chuyển xe là đến trung tâm Sài Gòn và mất từ 5 phút là kết nối với mọi nơi thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Bên cạnh đó, tiện ích xung quanh khu vực là không thể không đề cập đến bởi sự tiện nghi và hiện đại khi bất động sản gần với SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart, các khu chợ và trường đại học nổi tiếng như RMIT, Tôn Đức Thắng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng vào màn hình để xem lại những hình ảnh được ghi hình xung quanh vị trí mà bất động sản đang chào bán. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Đội ngũ của Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ.